Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Theo hồ sơ quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, tuyến đi qua 10 tỉnh thành phố: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. Trên tuyến được quy hoạch có 41 ga, gồm ga hỗn hợp, ga hàng hóa và ga kỹ thuật. Trong đó, Hưng Yên được quy hoạch 2 ga trung gian có tác nghiệp hành khách và hàng hóa là ga Lạc Đạo và Đại Đồng. Ga hỗn hợp bao gồm ga lập tàu và ga trung gian. Ga lập tàu có các ga Lào Cai, Yên Thường, Nam Hải Phòng, Hạ Long và Cái Lân. Trong đó, ga Lào Cai còn đảm nhận là ga tam tiếp liên vận quốc tế, ga Hạ Long chỉ lập tàu khách và ga Cái Lân chỉ lập tàu hàng. Còn ga Yên Thường đề xuất phương án 1 là ga lập tàu khách và tàu hàng cho các tuyến đường sắt phía Bắc cổ 1.435mm. Phương án 2 là ga chỉ lập tàu hàng cho tuyến phía Bắc cổ 1.435mm. Ga trung gian có tác nghiệp hành khách và hàng hóa tập trung tại các trung tâm tỉnh, thành phố gồm Cam Còn, Bảo Hà, Sơn Hải, An Thịnh, Yên Bái, Hạ Hòa, Thanh Ba, Phú Thọ, Việt Trì, Vĩnh Phúc, Bình Xuyên, Phúc Yên, Thạch Lỗi, Bắc Hồng, Đông Anh, Lạc Đảo, Đại Đồng, Bình Tang, Nam Hải Dương, Nam Hải Phòng. Ga hàng hóa gồm các ga, ga cảng Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn, Nam Đình Vũ, Đình Vũ. Ga kỹ thuật nhường tránh gồm Thái Niên Mới, Châu Quế Thượng, Đông An, Xuân Ái, Y Can, Lệnh Khanh, Lập Thành, Trung Mầu, Tứ Kỳ, Tân Viên, Phong Hải, Quảng Yên, Minh Khai. Tuyến cũng được quy hoạch có khoảng 145 cầu với chiều dài 106,628 km đi qua các con sông lớn như sông Hồng, sông Lô, sông Bạch Đằng và các cầu vượt đường bộ cao tốc như Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hải Phòng - Quảng Ninh, các đường quốc lộ và một số đường tỉnh. Về hầm, quy hoạch khoảng 42 hầm với chiều dài 23,28 km trên địa bàn hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Dự án đầu tư xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ, tỉnh Nam Định trên tuyến quốc lộ 37B sẽ được khởi công trong quý 2 năm 2025. Đại diện Ban Quản lý Dự án Thăng Long cho biết, sau khi dự án được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư, đơn vị đang tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật. Theo kế hoạch, công tác thiết kế kỹ thuật sẽ hoàn thành trong quý 1 năm 2025. Quá trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu thi công sẽ được thực hiện trong khoảng 2-3 tháng. Dự kiến dự án sẽ được khởi công trong quý 2 năm 2025, đại diện Ban Quản lý Dự án Thăng Long cho biết. Theo phương án được phê duyệt, dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên quốc lộ 37B có tổng chiều dài khoảng 1,65 km, điểm đầu tại km 0+0000 tương ứng với km 73+200 trên quốc lộ 37B thuộc địa phận thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định và điểm cuối tại km 1+650 tương ứng với km 74+500 trên quốc lộ 37B thuộc địa phận thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Cầu chính sẽ được đầu tư với quy mô 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp bề rộng cầu 12m. Đường dẫn hai đầu cầu được thiết kế theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng với 2 làn xe và bề rộng nền đường là 12m, tốc độ thiết kế đạt 80 km/h. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 581 tỷ đồng, tương đương hơn 24 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn ODA từ chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ hợp tác phát triển kinh tế EDCF là hơn 465,7 tỷ đồng, tương đương hơn 19,3 triệu đô la Mỹ sẽ được sử dụng để thanh toán các chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí tư vấn thiết kế kỹ thuật và giám sát thi công, không bao gồm thuế VAT, cùng với dự phòng cho phần vốn ODA. Phần vốn đối ứng từ ngân sách trung ương và địa phương ước tính khoảng hơn 115 tỷ đồng. Khu kinh tế cửa khẩu Sa Mát được thành lập theo quyết định số 130 ngày 23 tháng 2 năm 2005, có thời gian thực hiện đến năm 2020. Do đó, năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục ra quyết định số 410 phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu đô thị cửa khẩu Sa Mát thuộc khu kinh tế này.
Tuy nhiên, đến nay khu kinh tế cửa khẩu Sa Mát đã có nhiều thay đổi. Do vậy, ngày 22 tháng 3 năm 2024, tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua nghị quyết về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Sa Mát tỉnh Tây Ninh đến năm 2045. Theo đó, khu kinh tế cửa khẩu Sa Mát có quy mô 34.197 ha, bao gồm địa giới hành chính của xã Tân Lập và Tân Bình của huyện Tân Biên, trong đó quy hoạch khu đô thị cửa khẩu Sa Mát 728 ha. Đến năm 2025 là đô thị loại 5 với dân số 15.000 dân, đến năm 2030 là đô thị loại 4, dân số 25.000 người. Phía Bắc và phía Tây khu kinh tế cửa khẩu Sa Mát giáp biên giới Việt Nam Campuchia, phía Đông giáp xã Thạch Bình và xã Thạch Bắc thuộc huyện Tân Biên, phía Nam giáp xã Thạch Tây và xã Hòa Hiệp thuộc huyện Tân Biên. Thời hạn quy hoạch ngắn khu kinh tế này là đến năm 2030, dài hạn đến năm 2045. Với vị trí địa lý thuận lợi, đô thị cửa khẩu quốc tế Sa Mát sẽ là một thành phố biên giới có cơ cấu chủ yếu là dịch vụ, thương mại, du lịch, công nghiệp, hành chính, đáp ứng nhu cầu làm việc, giao dịch, cư trú, giải trí, du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế. Cửa khẩu Sa Mát là cửa khẩu quốc tế tiếp giáp với Campuchia dài nhất. Cửa khẩu này nằm trên tuyến đường huyết mạch quốc lộ 22B, nối khu vực du lịch Hồ Torres Sáp, kéo dài đến Phnom Penh, Bangkok, Thái Lan, bằng đường bộ hoàn toàn không phải qua phà, đồng thời có thể kết nối trực tiếp với các tỉnh phía Bắc Campuchia và các nước Lào, Myanmar, Ấn Độ thông qua quốc lộ 22B. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường bộ ven biển kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long đã được đưa vào trong đồ án quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Dự án này có tổng chiều dài 428 km đi qua các tỉnh thành Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 38.500 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí của các cầu lớn trên tuyến. Quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế giai đoạn 1 là 80 km/h. Trong đó, đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh dài gần 21 km, mức đầu tư 3.031 tỷ đồng. Tiền Giang hơn 21 km, mức đầu tư 4.113 tỷ đồng. Bến Tre hơn 37 km, mức đầu tư 9.808 tỷ đồng. Trà Vinh hơn 59 km, mức đầu tư 6.313 tỷ đồng. Sóc Trăng hơn 88 km, mức đầu tư 10.762 tỷ đồng. Bạc Liêu 55 km, đi trùng đường hiện hữu. Cà Mau khoảng 105 km, đầu tư 4.421 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu thêm nhánh 2 để kết nối tuyến đường này qua khu vực cảng trung chuyển quốc tế Cần Thơ tại Cù Lao Phú Lợi, huyện Cần Giờ. Nhánh bổ sung này sẽ kết nối cảng Cần Giờ với cảng Phước An, Đồng Nai và đường cao tốc Bến Lức, Long Thành, tạo thành một hệ thống giao thông liên hoàn giữa các cảng biển lớn của khu vực. Đại biểu của các địa phương lưu ý, đơn vị tư vấn trong quá trình nghiên cứu tuyến đường ven biển Việt Nam cần cập nhật các quy hoạch có liên quan của địa phương, tính toán lựa chọn phương án đầu tư và hướng tuyến tối ưu. Sau khi hoàn thành, tuyến đường ven biển này sẽ rút ngắn khoảng cách từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giảm ùn tắc giao thông cho quốc lộ 1A và quốc lộ 50. Đồng thời, dự án tạo tiền đề thuận lợi cho việc phát triển vùng công nghiệp và các khu du lịch ven biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh và toàn vùng. Dự kiến tuyến đường sắt đô thị kết nối với sân bay Nội Bài sẽ được khởi động trong năm 2024-2025, hoàn thiện toàn bộ vào năm 2034, đoạn tuyến 2.4 Nam Thăng Long Nội Bài đưa vào khai thác sử dụng năm 2030.
Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết, theo quy hoạch, Hà Nội sẽ có tuyến đường sắt đô thị số 2 kết nối sân bay Nội Bài với lộ trình khu đô thị Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo, Thượng Đình, Vành Đai 2,5, Bưởi, Nội Bài, Sóc Sơn. Đây là một trong những tuyến được định hướng sớm nhất của thủ đô, nhưng nhiều năm qua do không ít vướng mắc nên chưa triển khai được. Dự kiến tuyến đường sắt đô thị này sẽ được khởi động trong năm 2024-2025, hoàn thiện toàn bộ vào năm 2034, đoạn tuyến 2.4 Nam Thăng Long – Nội Bài đưa vào khai thác sử dụng năm 2030. Theo báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại quyết định số 2054, chiều dài toàn tuyến khoảng 11,5 km, đoạn trên cao dài khoảng 2,6 km, đoạn ngầm dài khoảng 8,9 km, khu depot rộng 17,5 hectare tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Điểm đầu tuyến tại khu đô thị Nam Thăng Long theo đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài Hoàng Quốc Việt, Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Hàng Giấy, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài. Điểm cuối tại nút giao phố Huế, Nguyễn Du, toàn tuyến có 10 nhà ga gồm 3 ga và 7 ga ngầm. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thảo luận và đưa ra ý kiến về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần liên quan đến bồi thường hỗ trợ tái định cư, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng cho dự án xây dựng sân bay Gia Bình. Dự án này do Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình làm chủ đầu tư, có diện tích khoảng 125 ha tại xã Xuân Lai và thị trấn Gia Bình với tổng kinh phí hơn 887 tỷ đồng. Báo cáo thẩm định của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết, dự án đảm bảo tính khả thi và đủ điều kiện phê duyệt theo quy định. Dự án cũng phù hợp với quy hoạch mục tiêu quy mô đầu tư và đáp ứng các giải pháp, thiết kế, danh mục tiêu chuẩn áp dụng, tổ chức thực hiện và phương án giải phóng mặt bằng. Dự án xây dựng sân bay Gia Bình là công trình trọng điểm về an ninh quốc phòng của quốc gia cũng như của Bộ Công an và của tỉnh. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở ngành và huyện Gia Bình đã dồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng để chuẩn bị cho việc khởi công xây dựng sân bay. Trên cơ sở làm việc với Bộ Công an, tỉnh đã thống nhất chủ trương bàn giao mặt bằng cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vào ngày 1 tháng 12 năm 2024 để tiến hành khởi công và hoàn thành dự án vào dịp chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao huyện Gia Bình hoàn thiện hồ sơ để Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm phân bổ nguồn vốn triển khai dự án. Trước đó vào ngày 17 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân bay Gia Bình. Sân bay dự kiến nằm cách Hồ Gươm Hà Nội và thành phố Bắc Giang khoảng 40 km, cách thành phố Bắc Ninh và thành phố Hải Dương khoảng 25 km. Giai đoạn 1 của dự án sẽ xây dựng sân bay chuyên dụng với đường băng dài 1.500 m trên diện tích 125 ha tại xã Xuân Lai và thị trấn Gia Bình. Hiện tại, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đang triển khai quy hoạch 1/500, lập dự án, thiết kế và tổng dự toán để đảm bảo điều kiện khởi công. Giai đoạn 2 của dự án sẽ kéo dài đường băng lên 3.050 m, xây dựng nhà ga, hàng không và các hạng mục phụ trợ, sử dụng thêm khoảng 120 ha đất. Đây là dự án trọng điểm của Bộ Công an được lãnh đạo Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nhờ được áp dụng cơ chế đặc thù, tỉnh Ninh Bình đã rút ngắn được 1/2 thời gian thực hiện dự án cao tốc Ninh Bình Hải Phòng đoạn qua Ninh Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh đang phấn đấu hoàn thành các thủ tục để khởi công dự án đường cao tốc Ninh Bình Hải Phòng đoạn qua Ninh Bình vào cuối tháng 12 tới đây. Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã có quyết định phê duyệt dự án và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư đã mở thầu gói thầu khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và đang tổ chức chấm thầu theo quy định. Nếu không được thí điểm về chính sách đặc thù, phải chờ vốn đầu tư theo quy định, dự án do Bộ Giao thông Vận tải thực hiện nhiệm vụ cơ quan chủ quản theo luật ngân sách nhà nước, luật giao thông đường bộ, thì quá trình triển khai sẽ gặp nhiều khó khăn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ. Dự án đường cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng đoạn qua tỉnh Ninh Bình khi chưa được áp dụng cơ chế đặc thù, không nằm trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông Vận tải, phải báo cáo Quốc hội để bổ sung nhiệm vụ đầu tư, danh mục, nguồn vốn thực hiện dự án.
nếu được Quốc hội chấp thuận cũng phải cần nhiều thời gian để hoàn thành thủ tục đầu tư, dẫn đến triển khai không đồng bộ với đoạn cao tốc Nam Định-Thái Bình. Bên cạnh đó, trường hợp dự án có tham gia của ngân sách địa phương cũng sẽ xuất hiện tiêu chí quan trọng quốc gia cần trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Để dự án sớm được thi công, tỉnh Ninh Bình đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư dự án đã bàn giao toàn bộ mốc giải phóng mặt bằng cho các địa phương để rà soát, kiểm đếm. Các địa phương đã triển khai họp công khai dự án với các hộ dân bị ảnh hưởng để kê khai, kiểm đếm theo quy định. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn số 11382 liên quan đến đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn góp phần phát triển kinh tế xã hội. Theo Bộ Giao thông Vận tải, quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Mộc Châu - thành phố Sơn La có tổng chiều dài 105 km với quy mô 4 làn xe tiến trình đầu tư trước năm 2030. Bên cạnh đó, quốc lộ 6 có tổng chiều dài 466 km, đoạn qua tỉnh Sơn La dài khoảng 213 km, có quy mô đường cấp 3, 2-6 làn xe. Ngoài ra, quốc lộ 37 có tổng chiều dài 564 km, đoạn qua tỉnh Sơn La dài khoảng 139 km, với quy mô đường cấp 4, 3, 2-4 làn xe. Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La về sự cần thiết đầu tư các tuyến đường theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu vận tải, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn lực nên Bộ Giao thông Vận tải chưa thể bố trí vốn để đầu tư các tuyến đường này trong giai đoạn 2021-2025. Quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, căn cứ vào khả năng cân đối nguồn lực, nguyên tắc bố trí vốn theo quy định, Bộ Giao thông Vận tải sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để đầu tư các tuyến đường này. Trước mắt, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam có kế hoạch bảo trì sửa chữa các tuyến đường quốc lộ 6, quốc lộ 37 nêu trên để đảm bảo điều kiện đi lại, vận tải thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực. Theo quy hoạch, Việt Nam đến năm 2045 sẽ gồm 6 vùng 3 cực tăng trưởng, 8 khu vực động lực, 5 hành lang du lịch chính, 11 trung tâm du lịch. Theo quyết định số 509 QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Thanh Hóa cùng với Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ trở thành một khu vực động lực phát triển du lịch của Việt Nam. Cụ thể, quy hoạch đã xác định phát triển không gian du lịch Việt Nam đến năm 2045 gồm 6 vùng 3 cực tăng trưởng, 8 khu vực động lực, 5 hành lang du lịch chính, 11 trung tâm du lịch, hình thành hệ thống các khu du lịch quốc gia và địa điểm tiềm năng phát triển ngành thành khu du lịch quốc gia. Đến năm 2030, 6 khu vực động lực phát triển du lịch gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau. Riêng khu vực động lực phát triển du lịch Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ đóng vai trò hỗ trợ hướng tới việc phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch. Các sản phẩm này sẽ kết hợp du lịch sinh thái, di sản thế giới, văn hóa lịch sử, tín ngưỡng cùng với du lịch biển, du lịch về nguồn và du lịch cộng đồng, đặc biệt gắn liền với các dân tộc thiểu số vùng núi. Khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung sẽ tập trung khai thác các thế mạnh từ tài nguyên biển đảo, cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái phong phú và hệ thống di sản thế giới cùng các di tích văn hóa lịch sử để phát triển các sản phẩm du lịch. Đặc biệt, ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng của vùng, bao gồm du lịch theo con đường di sản miền Trung, du lịch nghỉ dưỡng biển và đảo, du lịch tham quan các di tích lịch sử và cách mạng, du lịch sinh thái, hang động và du lịch khám phá văn hóa dân tộc. Cũng theo quy hoạch định hướng đến năm 2030, du lịch cả nước thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, trở thành điểm đến có năng lực phát triển hàng đầu thế giới. Ngành du lịch dự kiến sẽ đóng góp trực tiếp từ 8 đến 9% vào GDP năm 2025 và đến năm 2030, con số này sẽ tăng lên 13 đến 14%. Đồng thời, ngành này sẽ tạo ra khoảng 10,5 triệu việc làm, trong đó có khoảng 3,5 triệu việc làm trực tiếp.
Để đạt được mục tiêu này, quy hoạch đã dự kiến tổng nhu cầu đầu tư khoảng 3 triệu 600 nghìn tỷ đồng, tương đương 160 tỷ đô la Mỹ theo tỷ giá hiện hành. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước dự kiến chiếm 3-5%, bao gồm cả vốn ODA. Trong khi nguồn vốn huy động từ khu vực tư nhân, bao gồm cả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ chiếm từ 95-97%. Các lĩnh vực ưu tiên đầu tư là phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng và vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia, phát triển nguồn nhân lực du lịch, xúc tiến quảng bá và phát triển tài nguyên và bảo vệ môi trường du lịch. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 1245 QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trung Thành, tỉnh Nam Định. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trung Thành, tỉnh Nam Định dự án, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Nam Định. Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, loại hình khu công nghiệp hỗ trợ. Quy mô sử dụng đất của dự án là 200 ha. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Yên Trung và xã Yên Thành, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.657,098 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 250 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án không quá 24 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất. Quyết định giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định hướng dẫn nhà đầu tư quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của luật đầu tư và pháp luật có liên quan. Các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của luật đầu tư và pháp luật có liên quan. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định và các cơ quan có liên quan phối hợp trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, các công trình dịch vụ tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Triển khai nhanh, có hiệu quả đối với các dự án nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp và pháp luật về nhà ở. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.